Chào ông bà cô chú nha. Ông bà cô chú ơi, bữa nay ngày hôm qua tới giờ em nhõng nhẽo nè ông bà cô chú ơi. Em bị bệnh rồi. Hôm qua em đã bị bệnh, bữa nay em bị bệnh nữa, em chưa hết nè. Ngày hôm qua em nóng quá trời luôn bà chú ơi. Cái xong rồi uống thuốc nguyên ngày, cái xong rồi bữa nay là hết nóng rồi ông bà cô chú ơi. Nhưng mà em còn khó chịu trong người á, em hôm qua tới giờ không ăn cái gì luôn á, chỉ có uống được chút xíu sữa thôi. Chưa chịu ăn cái gì, không ăn miếng cơm, không ăn miếng bánh trái gì á, cho ăn bánh trái gì cũng không chịu ăn hết đó cả nhà ơi. Đó. Uống được chút đỉnh sữa thôi. Mấy đứa nhỏ mà nó bệnh một cái ha, nhìn nó không chịu ăn một cái ha, nhìn mau xuống ký thấy sợ luôn á. Nhìn tội nghiệp ghê luôn á. Em còn khó chịu lắm ông bà chú ơi, bữa nay bớt nóng rồi, bữa nay không có nóng nữa nhưng mà em còn khó chịu cho nên em khóc hoài à. Khó chịu trong người á cả nhà ơi, tội nghiệp lắm. Sáng giờ uống được 2 bình sữa thôi chứ không ăn cái gì luôn á cả nhà. Giờ 5 giờ nè, uống được 2 bình sữa với ăn được hũ sữa chua. Chứ không ăn cơm, không ăn cái gì hết á. Cho bánh, cho kẹo, cho ship, cho gì cũng không chịu hết trơn á cả nhà ơi. Em bệnh rồi em không thèm cái gì hết trơn á. Em bệnh rồi em không muốn ăn cái gì hết á, đừng có dụ tôi cái gì hết á. Bây giờ pha bình sữa nè, ôm bình sữa thôi, ôm thôi mà chưa có uống nữa nè. Không chịu uống nữa nè ông bà chú ơi. Còn đang khóc á. Khó chịu hay sao á, nằm rồi xong rồi ra làng xóm rồi xong rồi dậy rồi bắt hồng quả cho coi nè. Bác hồng quả cho coi nè ông bà chú ơi, bác hồng quả cho coi xong rồi mới chịu hơi nín nín xíu nè, nhưng mà không chịu uống sữa nè, chưa chịu uống nữa nè. Mà cho uống sữa nha, nha dắt uống sữa đi, dắt uống sữa xong dắt coi nha. Ok, dắt uống sữa đi con, mâm mâm đi con, uống sữa Rồi thích cái nha. gì là chịu cái đó. Ông bà cô chú ơi, bệnh một cái không chịu ăn cái gì hết, là dụ nước ngọt nước gì á, muốn uống nước ngọt gì cũng cho hết trơn á. Con nít bà tới hồi nó bệnh một cái rồi nó không chịu ăn rồi ha, nước ngọt cái gì á, muốn đòi cái gì là cho cái đó à, không ăn rồi phải uống uống nước ngọt vô cho có chất đường vô nè. Ừ. Cái gì vậy? Ồ bi hả? Ôi dồi ôi bi kìa, ôi dồi mọi người coi hả, con coi con cái đó bi nè. Ồ nó xe hơi đâu mọi chú ơi, pin hả? Ôi giỏi quá, pin pin pip 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 hả? À, pin pin đâu, pin đâu ấy, pin. Em dắt chắc là mai mốt lớn nói tiếng Thụy Điển không bảo chú ơi. Bây giờ chị hai với em do nó cứ nói tiếng Thụy Điển với nó không, mà bây giờ ai cũng nói tiếng Thụy Điển với nó ghiết rồi, chắc là em dắt không có biết tiếng Việt luôn á, nghi ngờ lắm. Yêu hả? Nè con uống nữa đi, nè uống nữa đi, uống thêm miếng nữa. À, uống vô. Ừ. Đúng rồi. Kệ đi không ăn gì đâu, uống cái gì có chất ngọt vô cho nó có lường vô, có lường nó lên cũng được nữa. Tính rồi, bình thường thì không cho uống, không cho ăn kẹo đâu. Bây giờ ha, lấy kẹo lấy gì cũng dụ hết trơn không mẫu chú em, muốn ăn cái gì cho ăn cái đó đó. Mà bây giờ năn nỉ cũng không thèm ăn nữa. À. À, xong chưa? Muốn nha. Cái gì con? Ủa mấy cha con đi mua sushi. Mua sushi mới vừa về nè ông bà chú ơi. Em dắt ha, bệnh không chịu ăn cái gì, đi mua ha, bánh đăng. Em mua cơm sữa cho em dắt nè. Rồi ha, hó kêu ha, mua mấy cục kẹo cho em dắt nè. Dụ nó cho nó ăn ông bà chú ơi, cho nó không ăn ha. Nó không ăn mình phải cho ăn kẹo ăn gì cho nó có đường cho nó thèm ăn cả nhà, cho nó không ăn không. Ừ. À, con ăn cơm sữa hả? Nhưng mà đây ngồi đây, đây ngồi đi, lại đây ngồi, mấy bà lấy muỗng cho con nè. Cơm nè. Ủa nó coi hộp quả nó mê. Đó ngồi đây nè, ngồi. Ngồi đây. Ngồi đây. À vui quá hả, vui quá hả? Ờ vui quá, vui quá. Ờ vui quá. Ở đây đây mẹ lấy cái muỗng cho con nha. Mẹ lấy muỗng cho con không? Ba cho con đi mua cái gì? Ủa cái này mua chỗ mới hả con? Chỗ mới ở đâu vậy? Soko. Gần Tsukan. Ồ, gần chỗ Thu Khanh nằm đó hả?
Chị hai đi. Đi đi tới túc đằng đó hả? Một hộp này á chắc là 40 cục 400 mấy cả nhà. Thì cái bao sao? Vậy là một phần 100 mấy á. Dạ, för att det är bara 10 nigiri. 400 mấy con? Con gái 400 mấy? Cái này 400 mấy? Jag ska vi dela. Så jag tänkte då. Mở đi, mở nắp ra đi. Mày thích cái chỗ canh hay chỗ đó? Mình đi còn tới kia. Nó xem. Cái này mình nói ra. Mời tới nhà. Ông kia không ăn. Cái này nó không cho con biển không? Cái này được đấy một mình nó đấy cái này đấy cái này đấy một mình nó không nó tốt. Nice nó score Nick. Tự lấy bỏ vô hả? Thì cả là. Để cho vịt là. Này, để được phải chứ. Yo, này. Giờ cho vịt là cái này, xong đi xe cho ta vịt. Det är väl inte så konstigt, nu tog bara det och ungefär. Cái này nó gói nó làm cái đắt nhiều quá con. Béo. Jag ska den där jättegod. Ska prova ingefära. Ingefära har man inte ännu. Ingefära. Món ăn mà tôi ăn ingefära sushi thì tôi món ăn nấu cháo trắng cho em nhắc mà không biết nó chịu ăn không nữa, nó chắc cho nó ăn cơm sữa, nó cần nó hấp cơm sữa. Mời mời đây. Chị hai ăn trúng miếng gừng á? Không, con đấy, con thử. Du ska väl ha lax, ska? Chị hai cái gì cũng ăn được mà gừng ăn không được, bọc chú ơi. Ska du ha både den och den? Ha? Ska du ha både den och den? Så jag alltså, du kan få. Du, nej, du får ta om du vill. Mamma, ang em cục này, mamma. Jag i alla fall har lax, du kan ta det andra om du vill. Ja. Cái này ăn mau ngán cả nhà. Men ha, vill du ha den? Du gillar ju räkor. Nej, nej, nej. Ha. Ha, men ha, ta den då. Jag åt ju om den andra. Ja. Jag matar mamma då. Ha, vill du? Men bara, jag äter alla nigiri. Jävlar. Du får inte äta någon nigiri. Nej, jag har ätit många. Mm. Det är soppa. Mm. Jag lägger ju då. Du har ätit allting så, ja. Mm. Ska man göra. Jag blir så irriterad när personen suger sin sushi bara. Ja. Suger ju alla på titta. Vilken får jag ta? Ta vilken du vill. Okej. Vem skulle stoppa dig? Det är klart du får ta. Men alltså, don't act innocent. Jag alla vet att du är inte innocent. Em John nè, em John ăn ngon lành như là muốn chứ. Em John hiếp. Vô, bị lên cái đưa rồi. Kẹo được có nhiêu đây thôi hả? Bị lên cái đưa rồi nè, bị lên đem. Nhiêu đây được rồi. Mình nói mua mấy miếng à? Đúng rồi, mua mấy miếng được ạ. Mua nhiều quá em nói đau quá. Mày mệt. Nó quá, nó ngán. Bà phải ăn là mệt đó. Nhớ ăn cho mệt. Do anh ăn hết đi do anh. Do anh Do anh với chị hai. Do anh biết cái nào do anh vừa hỏi. Kìa do anh ăn miếng thanh cua đi. Không do anh muốn đợi do anh lấy cái nào biết cái nào. Crab stick cái nào. Do anh lấy cái nào đấy hay lấy cái. Hai đứa ăn hết đi. Biết cái nào. Sushi là mình bó tay mình ăn vài cục thôi là ngán. Còn chị hai mấy đứa nhỏ nó thích á.
Lily or her sister? Giờ nó cũng không có gì thích đắng đâu. Chị hai thích nhiều hơn. How many crabs you can have? For your butter poo, well, eat that. Okay, I don't know. Chúng cái tóc kìa. John, mẹ hỏi nè, ăn sushi ngon hay ăn cháo nửng ngon? John ăn cháo nửng ngon. Mẹ đang nấu cháo đó, nửa hồi mẹ chiên nửng hay ăn cháo nửng không? Món này với món cháo nửng có thể lựa món cháo nửng cả nhà. Need a star. Cay, chúng hơi xoa xô bì nhiều quá nó cay. Chúng qua xô bì á. Chết rồi, chết rồi, sạc rồi. Uống nước vô. Nó còn hai cục quay hai đứa ăn hết luôn đi. Ăn được. Chị hai no hả? Không. Dồn ba phải người ăn cục ăn cho hết đi. Nó ngon mà. Ờ cái canh cũng được. Nhưng mà mẹ thích cái canh ở chỗ đó là đỡ hơn. Ba mở con cơm sữa cho em mẹ ủng hộ chú đi ngồi nó ăn nè. Có ăn hơi giống nhau mà. Không, chỗ kia nó ngon hơn. Mẹ sẽ ăn nhiều lướt nữa nè. Thế này nó ngon. Ừ, cũng được. Cái này ngon. Cái sao không bỏ một miếng nhiều vô dân đi kêu đi được rồi hả? Đó, ăn ông bầu chú phải ăn ông mùa chú ăn mà ăn xíu à, không ăn được nhiều đâu. Vua đó sổ sợ lên mình mà không bảo được cho nên tôi ủa chịu ăn mừng quá không cả nhà ơi, trời ơi sáng giờ không chịu ăn gì hết, có hai ngày không ăn gì thôi là thấy ốm, là thấy ốm à, thấy ốm vô ốm chắc hả? Đi mà lên trời đó các bà bay đi. Trời ơi, bánh hói yêu thích. Có yêu thích hả? Dạ, con kêu ba mua mà. Giúp mà mẹ có yêu thích không? Con yêu thích nhiều hơn. Nhiều hơn mẹ luôn hả? It's pretty good. Cái bánh này á. Cái bánh này á mùa Noel gần tới người ta mới làm cái bánh này nè cả nhà. Tại vì á ngày thường á người ta không có ơn, người ta có làm nữa nhưng mà người ta không có bỏ cái màu nè. Cái màu nhị hoa nghệ tây à. Cái nhị hoa nghệ tây nó mắc lắm cho nên người ta làm bình thường thôi chứ người ta không có bỏ cái màu vàng vàng như vậy. Ngày bình thường không có Noel là đâu có làm rất khách đâu. Có người ta cũng có làm đấy nhưng mà nó làm nó bình thường nó không có cái màu này. Papa mama say for bon đi ga. Đó cho nên đi tới dữ. Dạ. Hon säger att de gör för mig lyskat men utan saffran. Jo, nhưng mà ingen đồ saffran. Sao? Sao con đi ăn đi? Mẹ nói sai. Vậy là ngày bình thường nó không làm cái là này nữa hả? Sao mẹ thấy cô siêu thị cũng có bán mà. Tại sao? Có người không có thích. Là sao? Có nhiều người không có thích cái màu vàng á. Không thích màu sáp ram không? Màu nhị hoa ngày tây hả? Nhưng mà mẹ lại thích cái nhị hoa ngày tây. Nói gì á? Nói gì á? Jag sa bara att ni skulle vara skyldiga mig. Nói chưa? Men jag sa att du skyldig mig femman. Nói chưa? Có món ăn cháo nửng à? Nó nghe món cháo nửng nó hảo đó, một bầu chú ơi nó khoái. Nói không nghe được chút xíu rồi cái gì thôi. Thôi nghe bia bầm, tê phi bò đi, tê khoái. Mời cả nhà ăn cái bánh này nha. Cái bánh này ha. Ngon á. Lucica. Tên gì con? Lucica hả? Lucica. Lucy. Lucica. Lucica. Khó quá bỏ qua đi cả nhà. Nó sốt. Nó có nho khô ở trong này, nó nho khô này cả nhà. Mà có người không có thích nho khô đâu. Có người thích bình thường nó đâu ngon. Mà có màu súp ganh vô nó mới ngon. Cái nhị hoa ngải tây vô nó mùi nó thơm thơm nó ngon. Nhìn cái màu nó đẹp nữa. Không có súp ganh vô thì nó nhìn nó nâu nâu thôi. Em là có cái bánh này lúc nào họ đi chợ thấy là họ cũng mua hết á. Ai ngờ đâu bây giờ chị hai còn mê hơn là họ nữa. Không chịu ăn thấy chưa? Đâu có chịu ăn đâu. Nó với eta. I dare you. Chết rồi. Mommy, dắt mommy. Who was that? Okay. Dắt mommy. Larissa. Gọi là không? Ajana, nó không có ăn bánh này đâu mà bảo chứ. Ăn thử đi, ngon á. Dân, ăn thử đi, ngon lắm. Bánh này ngon mà. Ai cho nó đúa chết rồi. Bánh này nó đâu có chịu ăn.
Bình thường mà nó đâu có gì đâu. Nó xạo đấy. Nó xạo đấy. Nó xạo đấy. Em nhắc cũng không chịu ăn cái này nữa cả nhà. Đi mở cửa ra chị lạnh gió. Sẽ kết thúc video đây, chị hai chào tạm biệt, mời chú đi căn. Coi chừng gớt cái chậu cây kìa. Ngồi nói đàng hoàng. Hết ngày nữa không bảo chú ơi. Đây quay hết ngày. Video hết sẽ quay tới đây thôi. À, chào tạm biệt ông bảo chú, hẹn cả nhà vào tiếp sau nha. Bye bye, dắt bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cưng lắm á. Trời ơi, vô nó lạnh, vô nó đi vô chưa?